Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 7 tuyên án trục xuất công dân Mỹ gốc Việt William Nguyễn khỏi Việt Nam ngay lập tức, theo video trên YouTube của truyền hình Công an Nhân dân. Hội đồng xét xử nói William Nguyễn thừa nhận các hoạt động bất hợp pháp của mình. Xét sự thành khẩn của bị cáo, tòa án quyết định không tuyên án tù, theo Reuters. Báo Nhà nước nói, trong suốt phiên xử, William bày tỏ tình cảm với Việt Nam, nơi quê hương cội nguồn của cha mẹ. Trong lời nói sau cùng, William nhận sai nhưng mong muốn sau này được về Việt Nam đóng góp xây dựng đất nước. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội James Torrer cho Reuters biết, xin trích nguyên văn, chúng tôi vui mừng khi vụ án công dân Hoa Kỳ William Nguyễn đã được giải quyết. William bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng sau khi tham gia cuộc biểu tình tại Sài Gòn hôm 10 tháng 6 phản đối luật an ninh mạng và dự luật đặc khu. Luật sư bảo vệ cho William, ông Trịnh Vĩnh Phúc nói với VOA rằng mức phạt trục xuất trong phiên tòa có yếu tố quan hệ ngoại giao này thể hiện bài toán khôn ngoan và có thỏa thuận của chính quyền Việt Nam. Trong chuyến thăm Hà Nội đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nêu vụ bắt giữ William Nguyễn. Dân biểu Alan Lowenthal, một trong số các nghị sĩ vận động phóng thích William, nói với VOA rằng quyết định của tòa Việt Nam là một phán quyết tốt cho William. Nhưng theo lời ông, rõ ràng nó cho thấy người dân Việt Nam còn cả một chặng đường dài để đi trước khi chính phủ tôn trọng những quyền phổ quát cho tất cả mọi người.